Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và ở đây thì mình đang có LG V50 ThinQ ra mắt được khá lâu rồi. Nó được đưa đến sự kiện MWC từ tháng 3 cơ, nhưng đến bây giờ thì nó mới chính thức được bán ra. Và ở đây thì mình đang có một chiếc máy bằng nhôm và bằng kính chứ không phải là bằng xương bằng thịt nữa. Và chiếc máy này thì được đơn vị XT-Mobile đưa về đầu tiên tại Việt Nam. Ở đây thì mình đang có 3 phiên bản, nhưng mà rất tiếc thì 3 phiên bản này đều là màu đen, thế nên là mình không thể nào mà sâu được quá nhiều màu sắc để cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về LG V50 ThinQ để xem rằng là với cái sản phẩm được gọi là flagship cao cấp nhất đến từ nhà LG thì nó sẽ có gì và nó có khác biệt nhiều so với chiếc LG G8 ThinQ mà trước đây chúng ta đã thấy hay không. Điểm đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là năm nay, như mình đã nói rồi, LG V50 đưa về khá là muộn sau cái sự kiện MWC, nhưng mà tính ra so với những năm trước thì cái chiếc máy này lại là ra mắt sớm, bởi vì là LG V40 trước đây thì đến tận tháng 10 chúng ta mới có, hay là đến trước LG V30, LG V20 cũng vậy, nó vào khoảng tầm nửa cuối năm 2000, tất cả các năm 2000 cơ, chứ nó không được sớm như thế này. Và cái thứ đầu tiên mà mình phải thốt lên trên chiếc LG V50 này đó là nó quá giống với chiếc LG G8. Nếu như các bạn nhìn thoạt qua về cái phần thiết kế thì cái chiếc máy này nó sẽ chỉ có đôi chút cái phần nó lớn hơn mà thôi, từ những cái phần góc cạnh bo cong cho tới phần cụm camera thiết kế, hay là đến cái phần vị trí của cảm biến vân tay một chạm, thì gần như là nó sẽ không có một cái điểm khác biệt gì cả. Có một cái thứ mà nó sẽ thay đổi trên mặt lưng của sản phẩm này, đó là chúng ta sẽ có 3 cái chấm ở đây. Các bạn lưu ý nó là 3 chấm chứ không phải 3 gạch đâu nhá. Và 3 chấm này thì nó sẽ có tác dụng để làm gì? Nó sẽ đóng vai trò giống như kiểu là cái đường đưa điện ra cái màn hình phụ thứ hai. Rất tiếc là mình không có cái màn hình phụ ở đây để demo cho các bạn xem là cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Nhưng mà xem một số video trên mạng ấy thì mình thấy cái màn hình phụ đấy rất hay, để cho các bạn có thể là dùng để stream game, vừa đọc comment vừa chơi game một cách dễ dàng hơn, và cũng như là làm một số thứ khác. Ví dụ như tay bên dưới chơi game, còn cái màn hình bên trên thì có thể là xem một cái thứ gì đó để cho các bạn có thể phấn khích hơn trong quá trình game. Thì cái đấy thì khi mà mình có thì mình sẽ demo sau đấy cho các bạn. Và do cái chiếc LG V50 này sẽ hỗ trợ 5G nên trên mặt lưng của nó cũng sẽ có một cái biểu tượng 5G rất lớn ở đây, và chúng ta cũng sẽ có đèn LED RGB. Nó sẽ sáng lên khi mà chúng ta mở máy, tắt máy và khi có cuộc gọi đến, cũng như là các bạn mở khóa màn hình các thứ thì nó sẽ sáng lên. Nói chung là rất là đẹp mắt. Và đây sẽ là một sản phẩm tiếp theo có hỗ trợ 5G được đưa về thị trường Việt Nam sau cái chiếc S10 5G và Oppo Reno. Và chắc chắn là trong năm nay chúng ta cũng sẽ có 5G mà thôi, bởi vì là hiện tại thì Viettel cũng đang triển khai thử nghiệm 5G tại thị trường Việt Nam. Rồi. Và nói về cụm 3 camera ở phía bên trên đi, thì cái thông số của nó cũng giống tương tự như trên chiếc LG G8 ThinQ mà thôi. Vẫn là camera chính độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f1.5, là một trong những khẩu độ lớn nhất trong cái thế giới smartphone hiện tại rồi. Chúng ta sẽ có camera ultra wide với độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f1.9, và cuối cùng là camera tele zoom quang 2x với khẩu độ là f2.4. Và như vậy thì cái khả năng chụp hình của nó thì có lẽ là cũng sẽ giống tương tự như chiếc LG G8 ThinQ mà thôi. Và trước đây thì cũng đã có những bài đánh giá về camera rồi, nên là chắc là mình không bàn cãi nhiều về camera của chiếc LG V40 này nữa. Và chúng ta sẽ quay ra với phần mặt trước của chiếc LG V40 ThinQ này, thì đây có lẽ là một sự khác biệt khá khá so với chiếc LG G8 ThinQ mà chúng ta đã thấy ở đầu năm 2019. Đầu tiên đó là nó sẽ có kích thước lớn hơn là 6.4, độ phân giải 2K cộng tấm nền, và sẽ là PioLED, mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm màu sắc nó hơi rực một chút, màu đen sâu, và cũng như chúng ta cũng sẽ có một cái khả năng hiển thị với cái độ sáng khá cao khi các bạn ra ngoài đường sẽ sử dụng một cách tốt hơn. Màn hình này vẫn sẽ được làm bo cong nhẹ vì hai bên. Những bạn lưu ý đó là màn hình này nó vẫn sẽ chỉ bo cong ở phần mặt kính mà thôi, chứ nó vẫn sẽ không được bo cong cả cái phần hiển thị giống như trên các chiếc flagship của Samsung. Một cái điểm nữa mà mình thấy gần như là nó là cái điểm cải lùi trên chiếc LG V40 này, đó là cái mặt kính của nó sẽ được sử dụng kính Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 5, chứ không phải là kính Corning Gorilla Glass 6 như trên chiếc LG G8 ThinQ. Đây là một cái điểm mà mình thấy khá hiểu tại sao một cái chiếc máy ở đầu năm 2019 nó được sử dụng một loại kính nó xịn sò như vậy mà nó lại bị cải lùi ở trên một chiếc nó gọi là máy cao cấp hơn đến từ nhà LG. Ở bên trên đây thì vẫn sẽ là phần tay thỏ, nhưng mà phần tay thỏ này nó cũng sẽ bị cắt giảm hơn so với chiếc LG G8. Nếu như trên LG G8 chúng ta được tích hợp ở phần tay thỏ đó là cảm biến Hand ID, nào là camera TOF, nào là cái laser để hỗ trợ cho cái camera TOF hoạt động một cách chính xác hơn, thì trên cái chiếc LG V50 ThinQ này nó đã bị cắt giảm cái đấy rồi. Nó sẽ chỉ còn là camera góc thường, camera góc rộng, và cũng sẽ chỉ là camera thông thường mà thôi, không có lấy nét tự động, không có gì hết. Và khi các bạn mở camera ra để có thể selfie trên cái chiếc máy này, đây thì mình sẽ mở nó lên, thì nó sẽ chỉ xóa phông bằng phần mềm chứ không phải là xóa phông bằng cái sự hỗ trợ của camera phụ. Vậy nên là nếu như bạn muốn chụp hình xóa phông một cái đồ vật gì đó, ví dụ như cái hộp này bằng cái camera trước, thì có lẽ sẽ không được, bởi vì là nó bắt buộc phải có khuôn mặt của bạn thì nó mới có thể là nhận diện được chủ thể và xóa phông phía đằng sau. Thì đây là một điểm mình thấy khá là buồn, bởi vì nó đã bị cắt giảm so với LG G8 ThinQ. Và khi mà bị cắt giảm như vậy thì chiếc máy này nó cũng sẽ không còn khả năng đó là
mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D nữa, mà nó sẽ chỉ còn là nhận diện khuôn mặt 2D mà thôi. Và đến với cấu hình của nó đi, thì với chiếc máy này do là một chiếc flagship cao cấp nhất của nhà LG tính tới thời điểm hiện tại, thế nên rằng nó cũng sẽ được trang bị một cấu hình rất là khủng. Chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 855 60GB và 128GB nhớ trong. Về cái con chip Snapdragon 855 thì sức mạnh của nó mình không phải bàn cãi gì nhiều rồi, nhưng mà một điều rất là khó hiểu đó là một chiếc flagship cao cấp nhất mà lại chỉ có 6GB. Với những chiếc máy tầm trung bây giờ, ví dụ như kiểu Zamba con Xiaomi tầm giá 6 triệu chúng ta đã có 6GB rồi. Vậy sao chiếc máy này vẫn 6GB? Và cái sự tối ưu hóa của LG thì mình thấy là càng ngày càng chán. Nên rằng là phần mềm các anh đã làm không tốt rồi, tại sao không làm phần cứng nó đẩy mạnh lên đi? Nhưng mà nói chung là con này thì mình vẫn sẽ phải test lại để xem rằng là với 6GB nó sẽ đa nhiệm tốt đến như thế nào. Và khi mà so sánh với một số máy của Samsung thì nó có tốt hay không, thì khi đó chúng ta sẽ có một kết luận nó rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Đến với thời lượng pin của chiếc LG V50 này thì chúng ta sẽ có quả pin lên tới là 4000 mAh. Đây là một con số nâng cấp rất nhiều so với cái chiếc LG V40 của năm ngoái chỉ có là 3300 mAh mà thôi. Và với một cái màn hình tương đồng nhưng lại có một quả pin lớn hơn thì đây là một điểm rất đáng khen cho chiếc LG V50 này. Nó hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn một cái thời gian sử dụng pin là ấn tượng. Và cụ thể là bao nhiêu thì có lẽ là cũng sẽ phải chờ đến những video mà mình đánh giá chi tiết hơn về chiếc máy này. Và tất nhiên là một sản phẩm cao cấp đến từ nhà LG thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà thiếu đi được những cái thứ mà LG rất là tự hào từ trước đến nay. Ví dụ như công nghệ loa boombox, chúng ta có con chip giảm âm thanh rời DAC để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm khi mà nghe nhạc Hi-Res là cực kỳ ngon. Và cũng như chúng ta cũng sẽ có khả năng kháng nước kháng bụi bẩn IP68. Các bạn cũng sẽ được hỗ trợ thêm công nghệ sáng nhanh Quick Charge 3. Nhưng mà buồn cười một cái, đấy là bên trong cái hộp của chiếc LG V50 này, thì đây, ví dụ cái khăn nhá, mình quên mất chưa mở hộp đi cho các bạn. Cái cục sạc của nó sẽ chỉ có nguồn ra là 9V và 1.8A, tức là cái nguồn ra của nó chưa đủ công suất của cái công nghệ sạc Quick Charge 3.0. Thì đây là một điểm mình thấy khá là buồn cười. Nói chung là mình không hiểu về vấn đề này. Và chúng ta vẫn sẽ có ở đây đó là cáp sạc micro USB từ đầu A sang đầu C chứ không phải là C2C. Chúng ta sẽ có cuối cùng ở đây, đấy là một cái tai nghe LG. Và các bạn lưu ý một điều đó là ở trên cái chiếc LG V50 này thì chúng ta cũng sẽ có một cái công nghệ sạc nhanh khác ngoài cái công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3, đó là công nghệ USB Power Delivery, tức là nó sẽ cho các bạn một công suất sạc lớn hơn với một cái chuẩn nó cao cấp hơn. Thì cái công nghệ đấy nếu như các bạn muốn dùng thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái cục sạc rời có hỗ trợ Power Delivery. Nói chung là các bạn muốn chơi thì các bạn sẽ phải chịu chi thôi. Và trên đó là video mình trên tay chia sẻ nhanh đến cho các bạn về chiếc LG V50, chiếc flagship cao cấp nhất của nhà LG mới được XT Mobile đưa về. Và các bạn thấy sao về chiếc máy này? Xin một comment để lại cái ý kiến cá nhân của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Liệu các bạn có mua nó hay không, hay là trong tầm giá này các bạn sẽ lựa chọn những chiếc máy khác, thì cứ để lại cái ý kiến của bạn ở phía bên dưới nhá. Và cuối cùng thì các bạn đừng quên để lại một like, share